Mời các bạn ăn cá lóc vọng nha. Mời các bạn nha. Giờ 9 giờ rồi các bạn. Giờ 9 giờ. Tôi thôi các bạn. Có con mình nè, ngồi uống nước các bạn ơi, con mình nè. Cái xe mình đi dẫn cá là bằng xe đó các bạn. Mình đi sông suối đi dẫn cá là cũng xe đó các bạn. Tối ngồi ngoài hiên này nó mát. Gió mới đây đâu. Cái mới để đây đâu rồi.
Ngày gió lạnh lạnh, gió Tết lạnh lạnh. Xa xa nó karaoke các bạn, xa xa nhà ở trước kia rồi, xa nó karaoke. Chào các bạn nha.